Hello, chào mọi người. Bữa nay có dịp mình đi xuống nhà ông anh chơi, mình quay lại cái đường đi vô nhà ông. Có khúc lộ nhỏ, lộ lớn, mét rưỡi, rồi xong vô gần tới nhà ông là có 5 tấc thôi. Chạy qua cây cầu xíu, chạy vô chút xíu có tầm 2 phút nữa tới. Đường quê thì nó cong cong quẹo quẹo vậy, co nhiều lắm. Trời nắng thì đi mà trời mưa thì suốt thì nó rong không mà đi với kỹ nữa. Lúc này cũng hơi vắng, ít nhà ở thôi. Dọc bên đây chút xíu vô lộ nhỏ này. Mình thấy lột xíu nhưng mà ngồi vô trong lỗ nhỏ nữa, khúc lỗ bự khúc lỗ nhỏ. Nó tới khúc lộ nhỏ rồi nè. Con lộ này chỉ vừa cho một người chạy thôi, né thì xuống dưới đất né. Con lộ khá là nhỏ. Trời mưa là nó khó đi lắm, trời mưa nó rông hai bên đó, đi lém ra ngoài là thắng cái là chuột bánh với lề rồi. Khúc này hơi bự bự xíu, qua khúc này nó lại nhỏ lại nữa. Đó nè, tới khúc này nó xíu. Đi nãy giờ không thấy chiếc xe nào chạy ra chứ. Chạy xíu một khúc nữa tới nhà ông anh nè. Cong cong quẹo quẹo,
cuối cùng cũng tới.